lòng. Thì khi mẹ nhà ngày mai mẹ có chết, mẹ cũng mãn nguyện. Mẹ nói thật, tại vì mẹ rất là yêu các con. Mẹ sống vì các con, thì các con phải vì mẹ. Ba của con đã bỏ mẹ đi lúc mẹ rất là còn trẻ. Mẹ đã cố gắng nuôi tụi con tới ngày này. Ba chuyên nuôi mẹ, nuôi nhà, ba chuyên nuôi tụi con. Thì tụi con phải hiểu. Con thấy không? Nếu mẹ như người đàn bà khác thì con đã không có nhà cửa mà ở, các con phải ra đường rồi. Nhớ là ở đâu đây nè? Cái nhà này là biệt thự hay là nhà sao? Không, một chút thì thấy đi, nhà đặc biệt lắm. Vậy hả? Em ơi, cho anh hỏi nhà Hồng ở đâu ạ? À? Nhà chị Hồng á, nhà này hả? À? Chắc đúng không? Dạ đúng rồi, Dương Hồng. Dạ. Nàng dâu của tôi. Xin chào bác. Quay phim mẹ chồng nàng dâu đó. Dạ. Tên là Nguyễn Thị Sang. Năm nay tôi 66 tuổi. Con tên là Dương Hồng. Hôm nay 38 tuổi. Ở Hóc Môn. Lúc đón dâu về quận 4 á, gung quá trời gung luôn. Mà lúc đó sợ mẹ chứ không có bầu. Lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á, không biết sao sợ mẹ nó, bây giờ hết sợ rồi. Bây giờ lên sắp ăn thịt tôi rồi. Bác, ủa mà cái này con chị Hồng sao mà đông vậy? À, bác giữ trẻ hả? Ủa bác ơi, à Hồng đâu bác? À, dạ, Hồng chưa về, dạ đi bán vé số. À, Hồng thường bán vé số đâu cơ? Ở ngoài chợ Hóc Môn. Ngoài chợ Hóc Môn hả? Vậy giờ thôi bác ở đây đi ha, con chạy ra ngoài chợ Hóc Môn. Con với Quốc Thuận đi tìm chị Hồng, để coi chị Hồng đang ở đâu ha. Đây ha, đi nha. Chị Nga ơi, thôi giờ hai chị em mình chia ra đi tìm đi. Nha, rồi. Mình truy tìm phải không? Ừ. Ê, nói nghe nè. Hả? Nhưng mà chị chưa biết mặt chị Hồng rồi sao chị biết đâu chị tìm? Không sao cả. Chị là ai cũng biết chứ, chị nổi tiếng mà. Cứ ai kêu chị là người đó là chị Hồng. Và sau đó chị phải hỏi liền, có phải tên Hồng không? Dạ. Đặc điểm nhân dạng, cầm cùi giấy số là y sĩ. Ok. Ok. Đã. Rồi, chị Nga đi tìm nha. Không biết Hồng nó đang ở đâu. Hoang mang quá, không biết chị Hồng ở đâu luôn trời. Lo quá à. Hồi đó giờ là Quốc Thuận đi Hóc Môn nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà mình đi trong một cái tâm trạng mà đi tìm người như vậy hả? Không biết Hồng nó đang ở đâu. Không biết mà Thí Nga bà tìm được Hồng chưa nữa. Ở đây có ai biết chị Hồng mà bán vé số không? Chị Hồng á. Chị Thí Nga. Dạ. Ủa, chị này biết Thí Nga. Chị là chị Hồng hả? Không phải, chị muốn giúp cho em. Em là Hồng nè. Trời ơi, Hồng hả? Trời ơi, đứng ở đâu mà thấy chị hay vậy? Em đi bán giùm giật nè. Trời ơi, chị Hồng đây hả? Trời ơi, Hồng mặt xinh quá à. Có biết Hồng bán giấy số ở đâu không anh trai? Rồi bán được hết chưa? Bán còn nhiều đó nữa hết á. Còn nhiều mà, vậy bây giờ mấy giờ sổ? Sắp sổ rồi. Sắp sổ rồi hả? Dạ. Ôi, rồi chấp gia rồi, quất. Hồng là phải không? Ê nè, chị Hồng nè. Chị Hồng nè. Ồ không ngờ. Trời ơi, thích hồn. Đứng đây bán hả? Không có, đi vòng vòng. Dạ. Khỏe không? Ôi nè. Sao rồi, ổng đâu? Ổng đâu? Ông chồng ngồi kia nè. Vô đây. Ông xã đây hả? Dạ. Rồi, rồi nãy giờ rồi có bán phụ vợ không? Dạ. Chồng bán hết rồi, rồi tới đây còn ở nhiêu đây rồi tới đây. Bây giờ mấy giờ rồi mà xí dạ. Số còn một nồi vậy? 4 giờ 5 rồi. 4 giờ 5 rồi, sắp sửa rồi. Thôi. Ê chị ơi, chị, anh chị. Trời ơi, Thúy Nga sắp có mấy tờ vé số nè. Mà sắp đến giờ sổ rồi, ủng hộ giùm Thúy Nga cái đi. Chị, đây em còn 5 tờ, chị mua giùm em 5 tờ luôn nha. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị may mắn, biết đâu tối nay mà trúng độc đắc chị nhớ tìm em nha. Hết chưa? Hết luôn rồi. Hay quá, hay không? Giờ chỗ cũ. Hay không? Cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi, ngày nào cũng đi bán vé số như vậy đó hả? Sao? Rồi ăn uống cái gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn phải không? Cho hai ổ bánh mì. Hai ổ bánh mì đặc biệt thịt nướng nha. Đến nhà không thấy hai vợ chồng đâu. Và cái điều mà đầu tiên Nga gặp Hồng á, ấn tượng là Hồng có một đôi mắt rất là đẹp. Có gắn lông nheo giả không? Trời ơi, bà bán vé số thì bà cũng điệu ghê ha. Bà cũng nói mi phải không? Đúng rồi. Tôi nghi rồi, tôi nói ai mà bán vé số mà sao cặp mắt đẹp dữ vậy? À, con muốn diễn chung như chị Thí Nga không? Muốn, nhưng mà sợ không biết chữ thôi. Không thuộc kịch bản rồi sao diễn? Trời ơi, gì ra chưa biết chữ luôn hả? Chưa. Thank you.
giờ bà có còn tôi dạy chữ không? Tôi dạy chữ cho bà. Căng. Thiệt không? Thiệt. Hứa nha. Chưa, bà già cũng có dạy, em cũng có dạy. Nhưng mà mỗi lần em dạy cái là dở chiêu là đá lông nheo. Lấy tạp ra chiêu vào cái... Không học đâu, không học đâu, I love you. Coi như là khỏi vô lớp luôn. Nó nghe nè, đi bán gì á. Rồi là có thường xuyên ở nhà ăn cơm với nhau không? Ít ăn cơm ở nhà lắm. Nếu không có là giờ đi lấy số đi tình tành nữa rồi. Đi tới 9-10 giờ đêm về ngủ. Được, chừng nào đói bụng mới ăn hủ tiếu gõ ngoài đường rồi về ngủ luôn. Bao lâu rồi hai vợ chồng không ăn cơm với gia đình đầy đủ? Cũng cả gần cả năm. Và em có thích ăn cơm ở nhà không? Thích. Tại sao thích? Vui vẻ, cả gia đình hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ cho hỏi nè, nhà của Hồng á, mẹ Hồng với gia đình là thích ăn món gì nhất? Mẹ thích, thôi đừng nói món mẹ ăn món sầu riêng mắc tiền lắm á. Tối hôm đó má nói với lâu rồi chưa ăn sầu riêng. Cái bữa đó đi bán tành, cái đi về thấy sầu riêng bán á, mua 2 trái 550 ngàn. Về kêu má ăn đi, cái má ăn, má hỏi nhiêu tiền, tao nói ăn rồi chiều có kết quả. Rồi còn vợ chồng con cái thì thích ăn món tôm chiên bột. Trời ơi, tưởng gì cao lương mỹ vậy, tôi lo được. Giờ giấy số bán hết rồi. Bây giờ đi chợ ha. Giờ tôi với Hồng đi vô chợ ha. Rồi chỉ cho tôi cái hàng tôm nào mà chị Hồng hay mua đó. Mua về, rồi tôi làm cho. Đi gì rồi có đau chân không? Có đi ha, một tuần để nghỉ một ngày. Thì biết sao nó chảy máu chân. Trời ơi, vậy hả? Sao mình không có kiếm cái xe lăn á, mình đi mình cho nó tiện mà mình không bị đau chân. Xe lăn hả? Xe lăn bây giờ mình mua mắc tiền đó. Lúc đó đi cái xe ba bánh á, mình đi tới nơi á, rồi á mình bước xuống rồi mình đi vô mời người ta, nhưng mà cái xe á, nó bị hư hoài, cái xe đẩy á, nó bị hư hoài à, nên đi bộ nhiều hơn cái xe. Là cái xe đang đi đó là hai vợ chồng cùng đi á hả? Dạ đúng rồi. Là hên nó hư hoài luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Đâu đây có tôm ngon nè. Quá. Dạ con mua tôm về con làm đồ ăn, con đãi chị Hồng ăn. Dạ mình có tôm nào ngon gì vậy? Thường là mình tôm lăn bột là mình thích ăn tôm gì? Tôm này nè chị nha. Tôm này nè, phải không? Tôm này là chị bán em nhiêu ký? Cái này rưỡi chị, 23. Em lấy 2 ký là hơn 500 cho gọn hả? Bán luôn 500 đúng không chị? Dạ. Rồi lâu lâu mình đãi chị Hồng mình phải chơi phủ phê. Bà đang mập rồi, sẵn mình làm cho bà cái đà bà mập luôn. Hại bà chứ. Bây giờ 2 trái này tính nhiêu? Cái này 170 ký. 2 trái này là 450 hả? 500 ngàn mà bán cho anh á là tình cảm, 450 bán. Rồi thèm chứ không, thèm chưa? Thèm chứ không, thèm chưa? Thèm chưa? Rồi. Thông báo tin vui. Cả cái chợ Hóc Môn còn sót lại 2 cái trái sầu riêng này. Được không người đẹp? Bây giờ chút nữa lên mâm cơm trò chuyện tiếp tục. Nhưng mà trước khi ăn cơm là chúng ta vào bếp của nhà chị Hồng nghe chị Nga. Rồi đi. Tôm này bự, lăn bột là ngon lắm luôn. Rồi bây giờ là bỏ nước vô đây phải không? Dạ. Chị làm sao cũng được hết. Cho tôi hỏi bí quyết sao bà đi bán vé số mà bà làm cái gì mà da mặt bà đẹp cái gì? Có bí quyết gì không? Không có bí quyết gì đâu. Vậy hả? Nhưng mà nghe nói là hồi đó bà má có chỉ chiêu gì cho da mặt đẹp mà đúng không? Thôi đừng nhắc tao bà má chồng hả? Mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân su á, là mình xịt miếng mật ong vô, mình nặn miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức mình lắm. Mình cứ nói vậy thôi là đâu có không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết. Mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum. Cái tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói giống má nói á. Trét cực á hả? Trời ơi thiệt hả? Thì má nói. Cái thằng chồng nó mới nháy ra cười. Nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi. Nó xạo à. Nó xỉ với mặt tôi, nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo á. Rồi sao bà quét thiệt luôn? Quét đâu có biết, quét 2 lần luôn. Trời ơi, rồi cái mặt nó có bị thúi không? Thúi cũng gán chịu nằm yên á, chứ không có đi ra ngoài trong phòng mà. Không, cái vụ này tôi thấy hay đó, mai mốt chắc tôi về tôi cũng lấy cất xu tôi mua chét mặt con làm như vậy nữa. Ủa sao vậy? Má nói giỡn á. Má nói giỡn hả? Đúng rồi. Trời ơi, bà không nói là bà can tôi là tôi làm rồi đó. Tôi cái gì đẹp đẹp tôi cũng chịu làm, tôi điệu lắm.
À, con thấy nhà mình nhiều em bé quá cô. Ngày xưa tôi còn trẻ thì tôi làm nhà trẻ. Bây giờ lớn tuổi rồi, giờ mình không biết làm gì, thôi làm lại cái nghề cũ. Chỉ mấy đứa con công nhân mà đi làm. Cô là tổng cộng là có bao nhiêu người con? Ba thằng con trai. Một anh cả của nó là Bình Phương, là ở dưới Nhà Bè. Còn ở đây là tới Phương Thành, sinh 79. Còn anh nó là sinh 77. Rồi một đứa em út của nó là Toại thì sinh 82. Toại thì vợ Toại với Thành là ở chung với cô. Dạ. Còn thằng anh nó thì có nhà riêng ở quận, ở Nhà Bè. Dạ. Gia đình út thì mấy đứa con? Dạ hai đứa con. Cũng hai đứa, gia đình Hồng với Thành cũng hai đứa. Mà hỏi thiệt là nghe. Dạ. Có hai con dâu ở trong nhà. Dạ. Có bao giờ mà gây lộn không? Bước là tụi nó còn nhỏ á, thì nó chưa biết suy nghĩ, thì đôi khi chị em cũng có vui buồn. Mỗi lần là hai chị em dâu mà đụng độ nhau thì cô giải quyết làm sao? Thì nói chung hai đụng độ thì mình cũng khuyên răn hai đứa, cũng rầy hai đứa. Vậy thì là có thường xuyên ăn cơm chung với nhau không? Dạ không, tôi thì tôi rất thích bữa cơm gia đình. Tại vì khi mà có bữa cơm gia đình thì ăn rất là ngon, mà tôi cũng ăn rất là nhiều. Nhưng mà khổ nỗi con nó đi làm, nó đi buôn bán tới tối tôi khuyên nó về, nên không thể nào ăn cơm chung được hết á. Nhưng mà nói thiệt với chú á, nhiều khi nhà tôi mà nói tới bữa Tết cũng có bữa cơm gia đình. Tại vì thường thường là con nó đi tứ xứ hết á, mấy đứa con dâu nó về quê, có gia đình nó hết rồi. Rồi giờ đây chỉ có hai ông bà già mỗi người buồn buồn với tô. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ri bảo hành lên đến 10 năm. Nè, tôi không có sợ bắn đâu nha. Đây nè, chân tôi có. Con miếng nữa, con miếng nữa. Con miếng nữa. Mình cũng sợ chết rồi. Rồi nè, lẹ nè. Đó. Không sao, không sao. Văng ra. Không sao. Trời ơi, lúc kia chiên da heo nó còn chết ác nữa. Vậy hả? Nó lau buồn tình á, chồng nó nồi ăn á. À. Mua da heo về nó nổ bánh xác. Trời sao chồng đòi ăn đồ yêu nghiệt quá vậy? Ơi, phóng cũng gì. Nè, kéo kéo con tôm ra đây tôi bỏ qua nè đó. Rồi, trời ơi, chú mẹ ơi, ngon nha. Cái món này tôi thấy ngon nha. Ok. Món này món riềng của gia đình phải không? Đúng rồi. Là ai là người ăn nhiều nhất? Chồng. Món nào thích mới ăn, còn thôi này tối ăn cơm nước canh không à. Không mà không nhận, tôi phải khen hai vợ chồng bà nha. Đẻ hai đứa con rất là khỏe mạnh mà nuôi đứa nào cũng bự hết trơn. Mình nó học một cái nó nhớ dài, nó học một lần ơi. Vậy sao không nói con nó dạy mình chữ đi. Nó dạy mà không biết bây giờ mình lo kiếm tiền thì sao á, đầu óc mình không có tiếp thu. Nhiều khi á cũng thích hát karaoke lắm mà không biết chữ đâu quá. Đây là vợ chồng Thành, đây là vợ chồng Thành Út. À, trời vậy là bao nhiêu lâu rồi mới có một bữa cơm đông vậy bác? À, là lâu lắm rồi phải không? À, hồi nãy nhắc chồng là ta tìm hiểu hết rồi. Thằng Út nó tên là Toại. Đó, Toại, vợ tên Toan Toại. Mời Tan Toại với Thành ăn cơm với Thuận. Ê, con mời bác trai đó. Cho hỏi cái món này ai làm nè, nghe cái món thịt này nè. Yeah. Không làm à? Không à, không ngon, không lấy tiền. Thấy chị áo đỏ là chị cười dữ lắm, chắc chị vui phải không? Vui phải không? Ở hai vợ chồng có hai răng khểnh cưng quá luôn vậy đó. Dạ, anh vui không? Sao mặt vậy hả? Mặt vui luôn. Rồi hai vợ chồng Hồng sao? Vui hả? Cũng vui, cũng hơi xúc động. Tại vì cũng lâu rồi, cũng gia đình chưa có dịp mà ngồi đây do... Nói chung là không có bữa nào. Tết cũng vậy. Mạnh ai cũng mấy bới tô không à. Vậy buồn hả? Lắm. Tết con cái đi về quê hết rồi. Vậy có hả? hai vợ chồng già, nhiều khi ông già ông buồn cũng đi luôn, có mình bà già. Thì nói chung thì được một ngày vui cho mẹ là mừng. Được một ngày vui cho mẹ là mừng. Ừ, chú Thuận tôi cũng thông cảm cho các con. À, tuy rằng bữa ăn cơm gia đình rất là ngon, rất là vui. Nhưng mà mỗi con mỗi hoàn cảnh. Tôi thấy bây giờ nó về nó tất bật, nó làm rồi nó ăn mà đôi khi tôi mắc làm việc của tôi như vậy, tôi không thấy ăn chung với nó được. Nên có nhiều khi mấy đứa này nó cũng la nó, má làm mà không có chịu ăn vậy đó. Nhưng mà khổ nổi cái tính hình nó lao chao là mình không ăn được. Rồi có nhiều khi đói quá thì trang đại miếng canh này, lua đại chén cơm cho nó xong. Chỉ cần dọn cái mâm cơm ra thôi là bà già bà ngồi xuống ăn liền. Hoặc là chia nhau ra, hôm nhà này nấu, hôm nhà khác nấu. Rồi kêu ba mẹ ra ăn. Bây giờ ngày nào không có cái buổi ăn chung thì ít nhất cũng phải một tuần phải có một buổi. Tội, em thấy anh đề nghị gì được không em? Dạ hợp lý, là em đói quá để em ăn ra. Có duyên á, có duyên. Thành khoái ăn món gì?
trong hai cái mâm nè. Em khoái ăn là món này nhất, tôm chiên bột. Tại nè, em Út nè, có khoái ăn món tôm lăn bột giống Thành không? Ủa, cả nhà thích ăn cái món này luôn hả? Hai anh em ông này nè, nó là giống nhau chữ tờ. Rồi hai cái mặt cũng giống hệt nhau. Y chang luôn, cũng khác biệt luôn. Nhưng mà được cái ông đòi ông có da có thịt hơn. Để em giảm cân nó thôi. Đó, lâu rồi hai anh em không ăn cơm với nhau. Cả năm mấy rồi, cũng lâu lắm. Mà thích ăn cơm với ông Tội không? Mà sao không ăn cơm nó? Chắc anh em có giận nhau nè. Có giận nhau không? Có thể trước giờ không nói được. Nhưng bữa nay mượn chén cơm, mượn cái mâm cơm và mượn cái không khí này, có gì nói với em mình không? Có gì thì thôi cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm trong công việc cũng cẩn thận hơn, đừng giảm cân. Giảm cân chứ đừng bệnh xuống thì nó cũng khổ đấy. Tội, năm trời không nói chuyện như ông anh mình đúng không? Cái gì năm? Năm năm gần hơn đấy. Năm năm gần hơn đấy. Cái gì? Năm năm không có nói chuyện với ông anh luôn. Oh my god. Sao vậy? Nói thật lòng của em nói thì, nhưng mà nếu mà nó có những gì khúc mắc thì đương nhiên nó vẫn phải có. Nhưng mà nói chung là anh em thì giữ trong lòng vậy thôi, chứ không muốn nói ra ngoài chi cho nó mệt. Đối với còn các con các cháu nè, chú vô tình lúc nào cũng hòa đồng. Các con các cháu muốn gì cứ nói, chứ không phải là chú mà chú giận anh chị rồi chú quay qua chú giận hai cháu là không có. Không, anh biết. Nhìn thấy em, cái cách mà em nói chuyện với các cháu hồi nãy anh biết, hoàn toàn tách biệt hoàn toàn. Thật ra anh mời em ra đây ăn là vì người phụ nữ ngồi kế bên anh nè. Và anh biết em ra đây ngồi ăn ở đây cũng là vì người phụ nữ này nè. Thôi thì nãy Thành nó nói á, có một bữa ăn về á mẹ rất vui. Thì bà có mong mỏi gì với hai người con của mình không? Mong mỏi thì đương nhiên phải mong mỏi rồi cô. Tại vì con của mình nó từ trong bụng mình nó chui ra, nó cùng một dòng máu. Mà nó không vui với nhau thì rõ ràng mình cũng rất là đau lòng. Nhưng mà có điều mình khuyên cũng khuyên vậy. Hai anh em đứa này thì nó tính tình nó nóng nảy lắm. Bởi nhiều khi tôi nghèo, nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng buồn. Tôi nói chắc có lẽ là tôi đẻ nó ra không hợp tuổi, thình tức sủ mùi. Thằng này tức, cái thằng này mùi. Bởi chắc có lẽ nó vậy mà nó khắc. Anh có chia sẻ với Út hồi nãy, anh cũng có ba chị em. Nhưng mà vì cuộc sống, ba đứa ba nơi, và cái bữa cơm gia đình đối với anh nó quan trọng cực kỳ. Đối với một bữa cơm mà nó đầy đủ các anh chị á, nó là một cái gì đó rất là xa xỉ. Thật sự mà, anh có muốn là giữa anh với Toàn nó có thể bình thường nào? Cũng muốn, nhưng mà nói chung thì bây giờ thực sự ra mà nói thì là cái điều mà mong muốn á là chị em dâu. Hai chị em dâu nên thay đổi. Thì bây giờ mẹ bên đây mẹ nói nè, bây giờ mẹ có nhiều tiền hay là cái gì nữa mẹ cũng không ham bằng gia đình hòa thuận. Hai đứa ở chung một nhà, hai đứa đều là con của mẹ. Khi mẹ chết, hai đứa đều phải đội khăn tang giống nhau. Rồi hai đứa con dâu cũng vậy, dù sao cũng là chị là em. Ví dụ như bây giờ con ra đường có những người hàng xóm con có làm bạn được, thì tại sao cùng một nhà không thể làm chị em được? Điều đó là không tốt. Tao nói trong lòng có những đêm tao khóc thầm không đứa nào biết được. Gia đình không thuận nhau, không yêu nhau thì mẹ rất là buồn. Cái đó mẹ nói thật á, khi mà tao chết á, cái điều đó tao cũng không thể nào an tâm được. Nè, khóc nè, thấy thương nè. Thôi đừng có đi. Không, Nga muốn cái bữa ăn ngày hôm nay là một cái buổi kết nối làm sao mà tất cả chúng ta phải là bên nhau. Rồi. Còn mày qua ôm Út mày đi. Đúng rồi đó. Hai bay qua ôm Út mày nè, Út Toại kìa. Bay kìa. Đây, đi qua đây. Làm cho mẹ vui là anh em phải hòa thuận. Mẹ mong rằng ngày hôm nay nhờ các cô các chú ở đây tới đây mà giống như bắt nhịp cầu cho hai con. Để hai con mà anh em mà vui vẻ với nhau thật lòng. Thì khi mẹ nhà ngày mai mẹ có chết mẹ cũng mãn nguyện. Mẹ nói thật, tại vì mẹ rất là yêu các con. Mẹ sống vì các con thì các con phải vì mẹ.
Ba của con đã bỏ mẹ đi lúc mẹ rất là còn trẻ. Mẹ đã cố gắng nuôi tụi con tới ngày này. Ba chuyên đã nương mẹ nương nhờ ba chuyên nuôi tụi con. Thì tụi con phải hiểu. Con thấy không? Nếu mẹ như người đàn bà khác thì con đã không có nhà cửa mà ở. Các con phải ra đường rồi. Các con phải đứa lung manh, đứa giật đồ, đứa cứ không có nuôi tụi con mà ăn học đến lớp 12, 13 đâu. Bây giờ mẹ còn sống ngày nào, mẹ sống lúc nào mẹ cũng suy nghĩ. Tại sao các con của mẹ, mẹ đã tạo ra các con mà các con không biết nghĩ tới mẹ. Chỉ có việc yêu thương nhau thôi, chứ mẹ đâu có cần các con tiền của các con đâu. Phải không? Không bao giờ mẹ hỏi các con làm lương nhiều lương ít hay là con chó mẹ. Không bao giờ. Mẹ rất là yêu các con. Cuộc đời của mẹ sống vì ba đứa con đó. Rồi bây giờ vì đàn cáo của mẹ đó. Con thấy không, ngày xưa đó, khi mà mẹ đi làm nhà trẻ đó, có một miếng thịt kho cho con ăn, mẹ chỉ đắm hướng mẹ ăn đi mà nuôi các con thôi. Tại sao các con không nghĩ những ngày tháng đó mà yêu thương nhau, mà yêu mẹ? Các con hứa với mẹ, hai đứa hứa với mẹ, anh em sẽ hòa thuận. Tại sao không yêu nhau được? Mình là ruột nhà mà. Con hơn nửa đời người rồi. Khi ba của con chết á, chỉ có 3-4 tuổi thôi. Bây giờ con hơn 40 tuổi rồi. Con phải biết suy nghĩ. Còn Toại cũng vậy, hơn nửa đời người rồi. Còn hai đứa con dâu của mẹ, mẹ mong rằng từ đây về sau hai đứa phải yêu thương nhau, không có mặt lớn mặt nhỏ. Nhất Hồng này, Toan cũng vậy. Chín bỏ làm 10, người với người với nhau ở chung một mái nhà, có gì mà không giải quyết được. Bây giờ mẹ nói thật, nếu mà bữa cơm hôm nay các con yêu thương nhau một chút, mẹ qua đời mẹ cũng rất là mừng, mẹ rất là mãn nguyện. Mẹ lớn tuổi rồi, mình phải yêu thương nhau để cho mẹ vui và mẹ khỏe. Những cái chuyện cãi giả thì tất nhiên nhà nào cũng có, vợ chồng cũng cãi nhau, anh em cãi nhau, thì Nga thấy cái chuyện này là nó là bình thường. Mong rằng cái bữa ăn hôm nay nó là một cái buổi kết nối cho gia đình chúng ta. Nên bây giờ một cái hành động mà Nga nghĩ là chia sẻ yêu thương là chúng ta phải ôm nhau. Cũng có thể là ôm nhau, cũng có thể một cái nắm tay nhau, cũng đủ để cho thấy rằng là tất cả khoảng cách đã không còn nữa. Mẹ mong rằng hôm nay các con như vậy là các con anh em con đã hòa thuận với nhau. Tôi cũng thấy là khóc quá trời. Bên cạnh thôi là còn ông chú chồng cũng rất là xúc động. Ông chồng già của tôi ơi, đừng khóc. Nắm cái tay rồi. Rồi nắm tay nhau nè, ôm nhau nè. Thật ra mình phải thương nhau mấy năm rồi, giờ hòa được chưa? Hồng nói lớn là Hồng nói gì đi Hồng? Nói gì đi? Nếu chị có sai thì cho chị xin lỗi. Hôm nay á, hai đứa khóc. Khóc, tao chưa đánh mà. Nếu mà chị có sai thì cho chị xin lỗi hai vợ chồng em. Bọn chị có tặng hay nóng lên, chị thích là chị nói á. Bây giờ chị suy nghĩ đó. Nếu chị, vợ chồng chị có sai thì chị xin lỗi em. Nếu chương trình này làm cho gia đình mà hạnh phúc, nếu mai mốt chị, nếu chị cố giận thì bỏ qua giùm cho chị. Tự nhiên chị nóng chị nói lên thôi à. Còn mà nói chuyện mà sợ không nói lại, sợ chị mất cỡ tội nghiệp chị. Vậy thôi, từ nãy là chị em mình thương nhau. Có gì nói nhau nghe chứ đừng có làm dữ vậy, giận nhau nhiều năm như vậy để cho má buồn. Được không? Được. Rồi, ôm nhau cái đi, ôm cái cho coi nè. Ôm là nó truyền năng lượng tích cực dữ lắm. Em thì nói chung thì anh chị thì lúc nào nó cũng là anh chị thôi.
em có giận anh á thì chẳng qua là em thương má mà em giận anh thôi. Nó còn những cái chuyện khuất mắt sau đó thì em không muốn nói tới. Nhưng mà nhân tiện là bữa nay thôi anh em mình làm quề. Và anh là cái người lúc nào cũng phải nhớ là đều là cố gắng đừng làm má buồn. Em chỉ hy vọng anh như thế thôi. Như em đã nói vậy thì anh cũng cảm ơn. Thì em nói chung thì thôi từ trước giờ thì có xích mích gì thì anh em mình bỏ qua để cho má vui. Với hôm nay á, con là con muốn có một cái quà, món quà rất là bất ngờ là từ chị Hồng. Cái này là tặng tay con viết, con tặng cho mẹ ở mẹ, tặng tay mẹ mở ra mẹ coi. Ủa sao con biết viết? Thì chị Thúy Nga chỉ con á. Mẹ con cảm ơn con. Bây giờ rồi mở ra coi. Trời, con thương mẹ, con dâu Dương Hồng, nguyên cái mặt mập cười. Hôm nay có muốn viết một cái câu gì để tặng mẹ chồng không? Ghi thương mẹ đi, cho nó tình cảm chút. Ghi thương mẹ thôi. Thôi mình phải thêm chữ con thương mẹ. Dạ. Thì nó tình cảm hơn. Chữ đây là chữ cờ ha. Đó, con nè, o nè. Con nè, thương nè, mẹ rất là dễ viết. Mẹ nè, mờ, chữ em, nặng mẹ, thấy không? Đó là vẽ hình trái tim á, mà không biết sao vẽ ra mặt bả luôn. Nói người sao của mẹ chim bao vậy? Mẹ cảm ơn con. Mẹ biết, nói chung là tất cả nguyên bầy con này đứa nào cũng thương mẹ. Tất cả mọi thứ nó là quá giải hết rồi. Thôi thì chúng ta ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm cho thật đã đi nào. Yeah. Rồi vô ăn. Một bữa ăn rất là thân mật, ý nghĩa và một bữa ăn gắn kết gia đình của chúng ta lại. Và có một cái điều mà thắc mắc là nãy giờ con thấy bác Chuyên là cái người âm thầm không có nói tiếng nào hết, thì bác có một cái lời gì chia sẻ không? Này cũng xin phép mà cảm ơn chương trình là đến với gia đình chúng tôi đó, là làm cho mọi người gần nhau hơn và chia sẻ nhau nhiều hơn. Những cái điều gì mà có sơ suất ở trong gia đình thì xin thứ lỗi dùng. Dạ không không, thực sự bữa nay con thấy không có gì mà sơ suất hết. Đây là một cái bữa ăn rất là trọn vẹn và rất là ý nghĩa. Đây đó. Đi đâu cũng lâu hết trơn à. Xin trân trọng giới thiệu và tặng cho gia đình một món quà. Phố Thuận xin ra mặt cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà gửi tặng cho gia đình một cây quạt điều hòa Ri ha, mang đến làn gió mát tự nhiên tạo ẩm với công suất 60W, bảo hành 2 năm. Hôm nay phải nói là đúng là một cái ngày rất là ý nghĩa. Và đây cũng là số đầu tiên của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Quốc Thuận hy vọng rằng là tiếp theo chương trình sẽ có rất nhiều những cặp vợ chồng hay là những gia đình sẽ mang đến những câu chuyện thật ý nghĩa, giống như câu chuyện của gia đình Hồng và Thành. Và Thúy Nga, Quốc Thuận một lần nữa xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.